Vừa đặt chân đến thủ đô Praha, tôi ngỡ như mình vừa lạc vào một câu chuyện cổ tích. Tại thủ phủ nơi có lâu đài Praha này, tôi đã đến gặp Jenka. Cô có cơ man câu chuyện hay ho để chia sẻ. Vì sao con đường này lại có tên là con đường vàng vậy? Có thấy người thợ kim hoàn nào đâu? Hẳn rồi, nhưng nó đã có tên là con đường vàng bởi những người thợ kim hoàn ở đây từ thế kỷ 17. Có rất nhiều truyền thuyết và huyền thoại xung quanh thành phố này. Thậm chí người ta còn đồn rằng ở đây từng có những xưởng giả kim cơ đấy. Tôi cũng muốn được biết nhiều hơn về giả kim thuật. Định cái này còn quá mới mẻ đối với tôi. Tôi sắp sửa được hòa mình vào một thế giới huyền diệu của những nhà giả kim ở Praha, một thành phố tràn ngập ánh sáng cùng những điều bí ẩn. Xin chào, tôi là Sophie. Pongo và tôi đã lên đường trên một chuyến hành trình dài. Tôi không thể nhìn thấy, nên tôi sẽ đối diện với thế giới này một cách trực tiếp, đối mặt với nó và cảm nhận nó. Trên hết, tôi muốn chia sẻ những trải nghiệm của mình với các bạn, giúp các bạn nhìn nhận thế giới theo một cách hoàn toàn khác biệt, thông qua con mắt của những người khác. Jenka đưa tôi đến một lò giả kim. Kỳ diệu làm sao, nó vẫn còn tồn tại cho tới ngày nay. Đây là một trong số ít những ngôi nhà được bảo tồn nằm ở khu ổ chuột cũ của người Do Thái và nó đã bị san bằng từ cuối thế kỷ 19. Đây cũng là nơi ở của các nhà khoa học dưới thời hoàng đế Godot đệ nhị, một người đàn ông thú vị và vô cùng say mê khoa học. Ông đã cho xây dựng xưởng giả kim này vào cuối thế kỷ 16. Xung quanh chúng ta có những phòng gì? Vào thời vua Godot đệ nhị, họ đã dùng căn phòng này làm thí nghiệm. Toàn bộ căn phòng đều được xây vào thế kỷ thứ 16. Chị có biết vì sao vào thời ấy toàn bộ các nhà giả kim lại tề tựu ở Praha này không? Godot đệ nhị vô cùng ưa thích khoa học huyền bí và đặc biệt là giả kim thuật. Dưới sự trị vì của ông, Praha lớn hơn Paris những 4 lần và là một thành phố hết sức quyến rũ. Hoàng đế sẽ cho vời từng nhà giả kim, từng nhà thông thái, thiên văn học và nhà chiêm tinh đến. Thật vậy sao? Sau đó thì ông ấy làm gì? Bởi tôi thấy việc này khá kỳ lạ đối với một vị hoàng thân quốc thích, chớ kể đây lại là nhà vua. Nhà vua thì còn phải lo quốc sự chứ. Đúng vậy, đó cũng là lý do nhà thờ cử một người giải tội đến cho ông để đưa ông về con đường chính đạo. Bên cạnh cương vị là một nhà vua, Godot đệ nhị còn là một nhân vật vô cùng đặc biệt. Ông có hứng thú với mọi điều mới mẻ. Người ta đồn rằng trong lâu đài của ông có vài phòng thí nghiệm nho nhỏ và đích thân ông đã thử vài thí nghiệm ở đó. Chị định nghĩa giả kim thuật thế nào? Giả kim thuật là một bộ môn khoa học nghiêm túc. Nó đã có mặt từ thời Ai Cập cổ đại. Có lẽ nó chính là gốc rễ bộ môn hóa học của chúng ta ngày nay. Tuy nhiên nó lại mang nặng tính ma thuật hơn là hóa học đấy. Ồ vâng, mặc dù nó là một bộ môn khoa học nghiêm túc, thì đồng thời nó vẫn được vây quanh bởi vô vàn những bí ẩn lớn. Để tôi chỉ cho cô thấy nó huyền bí tới mức nào. Theo tôi nhé, hãy chạm thử vào nó này. Đây là biểu tượng vĩ đại nhất của giả kim thuật, con rồng. Ôi, một con rồng với cái miệng mở lớn đấy. Nó là vị thần bảo hộ cho thế giới ngầm. Có phải nếu tôi kéo mạnh thì sẽ có một bất ngờ lớn phải không? Con rồng đã mở cửa. Thật tuyệt. Cô có thể vào trong. Dẫn đường cho tôi nhé. Ta đi nào. Tôi thích khám phá các bí mật lắm. Ồ, trong này lạnh thế. Tôi đang đi vào một khu vực dưới lòng đất mới chỉ được khám phá ra vào khoảng 10 năm trước khi thành phố Praha bị tàn phá bởi một cơn lũ. Trong những căn hầm này, các nhà giả kim thuật đã theo đuổi một nhiệm vụ tối thượng, kiếm tìm hòn đá phù thủy, viên đá chứa đựng nhiều sức mạnh và ma thuật. Đây là nơi các nhà giả kim thử cải biến các kim loại tầm thường thành kim loại quý hiếm. Cô thử sờ vào đây.
Đây là hòn đá à? Vâng, nó là bản sao của hòn đá phù thủy đấy. Các nhà giả kim dùng nó để tạo ra vàng. Người ta nói rằng họ đã thành công trong việc đó đấy. Thực sự như vậy sao? Dựa trên những tài liệu chúng tôi thu thập được, thì họ đã đúc ra vàng từ những lò nung này. Và họ dùng viên đá phù thủy. Viên đá này là mục tiêu tối cao của họ đấy. Các nhà giả kim thuật không chỉ nghiên cứu vật lý và hóa học, mà còn cả triết học và thần học. Cho tới nay, viên đá phù thủy vẫn còn là biểu tượng cho cuộc truy đuổi sự hoàn mỹ mà nhân loại vẫn chưa thể đạt tới được. Họ có để lại công thức, truyền thuyết hay huyền thoại gì không? Thật không may, vì chữ viết của họ đều đã bị mã hóa và chúng tôi không thể giải mã được. Tôi không thể cho cô công thức làm ra vàng được rồi. Các giả kim thuật sư còn có một mục tiêu nữa, đó là được cải lão hoàn đồng, trường sinh bất tử. Nhờ quyền lực và tiền bạc của những nhà cầm quyền, họ được thỏa thích theo đuổi mục tiêu này trong thầm lặng. Hiện tôi đang bước vào hang động nơi họ trưng cất những liều thuốc kỳ diệu này. Và thời đó thì người ta nhìn nhận giả kim thuật như thế nào? Họ có thấy nó quá huyền bí và mê tín không? Tôi cảm thấy chúng ta đã đi khá xa, qua bao nhiêu song sắt và cửa cổng, chứng tỏ họ đã giấu chúng rất kỹ đấy. Tôi nghĩ có nhiều người đã coi nó là khoa học chân chính, còn lại đa số đều đánh đồng nó với phù thủy và pháp thuật hắc ám. Vì vậy, có nhiều người đã bị thiêu sống vì nó. Vậy là giả kim thuật và yêu thuật cũng có mối liên hệ với nhau, phải không? Vì thế họ mới phải giấu giếm chứ. Vâng, nhiều người nghĩ như vậy. Còn nơi bí mật nào tôi có thể ghé thăm trước khi rời khỏi đây không? Có, ngay phía sau cô đấy. Để tôi đưa cô đi nhé. Tôi sẽ theo sát cô. Cô là người dẫn đường của tôi nhé. Hãy chạm thử vào đây nhé. Đây là lối vào đường hầm dẫn đến lâu đài Praha. Người ta cho rằng vua Cô Đốc Đệ Nhị sẽ bí mật đi qua con đường này để đến thảo luận với các nhà giả kim đấy. Na diskuze sem do téhleté laboratoře, kterou si tady nechal zřídit. Còn bây giờ thì cánh cửa này đóng lại và chẳng dẫn tới đâu hết. Đúng như vậy, nó đã bị đóng kín. Tôi sẽ theo bước chân vua Cô Đốc đến cung điện Praha. Dưới triều đại của ông, Praha tỏa sáng rực rỡ với vai trò là thủ phủ khoa học và mỹ thuật của Âu Châu. Vị hoàng đế này vốn là hậu duệ của Habsburger đã đặt triều đình của mình ở Cộng hòa Séc, cắt đứt quan hệ với triều đại Áo. Lâu đài Praha vẫn là một biểu tượng của quyền lực. Chính quyền Séc vẫn đặt trụ sở ở đây. Năm thế kỷ đã trôi qua, vị vua này đã để lại một vài tác phẩm nghệ thuật bởi sinh thời ông vốn quan tâm đến nghệ thuật nhiều hơn là chính trị. Tuy nhiên, một gia đình quý tộc Séc muốn chứng thực tình yêu của Cô Đốc với nghệ thuật lớn bao nhiêu, đó là dòng họ Lobkovic. Đây là những người đã phục chế lại vài tác phẩm hiếm có từ thời đại này nhờ mối quan hệ thân cận với vị vua. Veronica đón tiếp tôi ở mật cung của họ, nằm ngay trong lâu đài. Cô Đốc Đệ Nhị là một nhà sưu tầm vĩ đại. Ông say mê việc sưu tầm các tác phẩm nghệ thuật. Vì vậy mà ông đã cử các sứ giả của mình đi khắp châu Âu và có thể nói bộ sưu tập của ông là lớn nhất, hoành tráng nhất châu Âu thời bấy giờ. Khi ông chết, rất nhiều tác phẩm đã được chuyển đến thành viên. Vì vậy hiện tại ở Praha chỉ còn lại chút ít từ bộ sưu tập của ông mà thôi. Veronica muốn tôi nhất định phải xem một tác phẩm độc đáo tượng trưng cho tình yêu nghệ thuật của vị hoàng đế này. Thực chất là khi vị hoàng tử đầu tiên của Lobkovic, Dönitz Vosgien Popgen, thành hôn cùng Polixen Penchuten vào năm 1603, thì hoàng đế Cô Đốc cũng đã đến chung vui trong lễ cưới của họ. Vậy đó không phải là việc của một vị vua thường làm nhỉ? Rõ là như vậy. Điều đó chứng tỏ ông ấy rất coi trọng gia đình này và ủng hộ cho đám cưới, bởi đây là quan hệ thông gia giữa hai gia đình Cơ Đốc có vai vế. Ông ấy đã mang đến một món quà cưới và hiện nó cũng được trưng bày ở đây. Cô có thể chiêm ngưỡng nó.
Tôi có thể chạm vào nó không? Nó ở trong lồng kính. Nơi này như một đàn tế của những nhà du hành, và ta chỉ ước sao có thể mang tất cả chúng theo những nơi ta sẽ ghé thăm. Món quà của vua Cô Đớp khá có tính biểu tượng, thay cho lời chúc con đàn cháu đống. Hai người họ có con không? Có, dù chuyện đó phần nào có vẻ khó tin, bởi Polixen trong nhiều năm sau của hôn nhân vẫn không thể có con, và tới tận năm 40 tuổi mới mang bầu. Cuối cùng bà chỉ có một người con trai. Có thứ gì ở đây tôi có thể chạm vào không? Tôi nghĩ tôi có thể châm chước cho cô, nhưng cô sẽ phải đeo găng tay nhé, để tôi mở cái lồng kính ra. Cảm ơn rất nhiều. Tôi biết đây là một đặc ân không dễ có đâu. Tôi cũng sẽ đeo găng tay. Đây là cái đàn tế. Tôi sẽ chỉ cho cô vị trí của nó. And here, this is the altar. I will show you how to touch it. Okay. The hotel. Đàn tế này là món quà cưới do vua Cô Đớp tặng cho vị hoàng tử sao? Đúng vậy. Cô có thể đặt cả hai tay lên đây. Đây là một công trình kiến trúc làm bằng gỗ mun, còn bên trong là tác phẩm đá cẩm thạch của Florence. Kỹ thuật này chỉ tồn tại duy nhất ở Florence, Ý. Quả không hổ danh là vua Cô Đớp đệ nhị, một tay sành sỏi, một tín đồ nghệ thuật. Ông thậm chí còn cho mời hai dòng họ người Ý, dòng họ Castuccis và dòng họ Miseconi đến Praha, gia nhập vào đội ngũ nghệ sĩ của triều đình đấy. Vậy hẳn là vì vua Cô Đớp đệ nhị mà đã có rất nhiều nghệ sĩ từ khắp châu Âu đổ về Praha, phải không? Đúng như vậy. Thực ra, phong cách nghệ thuật Czech phổ biến rộng rãi khắp thế giới. Một phong cách có phần rườm rà. Chúng tôi vẫn gọi đó là trường phái Praha, nhưng thực chất đó là tổng thể của nhiều quốc gia. Có nhiều họa sĩ người Đức, Ý, Hà Lan. Vì vậy, không có một phong cách cố định cụ thể nào cả. Trường phái Praha đúng là rất đa dạng nhỉ? Đúng thế, nhưng không kém phần thú vị đâu. Cái nôi của nghệ thuật này đã thắp sáng cho vùng đất là trung tâm của châu Âu, Bohemia. Nơi đây đã vốn rất nổi tiếng trong nhiều thế kỷ và danh tiếng cũng đến từ những người thợ thủ công lẫy lừng. Chỉ cách Praha một giờ đi xe, những người thợ làm kính đã xây dựng nên cả một thế giới pha lê tuyệt sắc. Nổi tiếng vì độ cứng cáp cùng những màu sắc sặc sỡ, những món đồ pha lê này đã góp mặt trên những bàn ăn danh giá nhất suốt từ thế kỷ thứ 18. Có phải tiếng động đó đến từ những lò lửa không? Đúng là như vậy. Trong này nóng thật đấy. Nhà máy luyện thủy tinh lúc nào cũng nóng lực. Bởi thủy tinh cần được nung chảy ở nhiệt độ 1400 độ C. Người ta luyện thủy tinh từ cái gì thế? Tôi có thể xem kỹ được không? Chúng tôi sử dụng một loại cát đặc biệt có chứa kali và chì. Nhờ đó mà pha lê sẽ tạo ra một âm thanh rất đặc trưng, cũng như độ sáng và độ tỏa dạng lấp lánh. Tôi nghe nói người Anh đã đưa chì vào pha lê, có phải như vậy không? Đúng vậy. Nghề làm thủy tinh đã có mặt cả hàng nghìn năm. Nhưng phải đến 300 năm trước đây, người ta mới bắt đầu đưa chì vào. Trước đó thì họ vẫn gọi chúng là thủy tinh xanh, bởi vì chúng đều xanh rì và có những bong bóng nhỏ. Thủy tinh ngày xưa không trong và sáng như bây giờ, cũng không kêu lanh canh khi cụm gì vào nhau. Chúng đang có màu gì vậy? Màu cam. Nếu muốn là thủy tinh màu thì chúng tôi sẽ thêm vào oxit kim loại trong quá trình nung. Ví dụ muốn có màu xanh thì sẽ thêm coban.
Còn muốn có màu đỏ thì sẽ dùng vàng hoặc đồng. Kỹ thuật này đã có từ xa xưa rồi à? Đúng vậy, từ rất lâu rồi. Ví dụ như màu vàng ruby đã được tạo ra từ thế kỷ 19. Tôi cũng góp nhặt được vài câu chuyện nhỏ thôi. Nghe đồn rằng các thợ làm kính lão luyện được trả công bằng vàng thỏi, đó là tiền lệ thời đó. Một ngày, người thợ sơ sẩy đánh rơi một thỏi vàng vào lò nung và nhờ đó họ phát hiện ra màu vàng ruby. Sau 15 giờ nung liên tục, cát sẽ biến thành pha lê. Những bậc thầy làm thủy tinh thực hiện quy trình này cẩn thận và kỹ càng, chẳng kém những người thợ kim hoàn. Giờ đến lượt tôi sẽ thổi ra quả cầu pha lê đầu tiên trong đời mình. Sophie, ngay cạnh cô là chiếc ống dài dùng để thổi thủy tinh. Ồ vâng, tại sao ta lại phải thổi chúng như vậy? Để làm nguội hay sao? Để tạo ra những quả cầu, sau đó ta sẽ tạo hình từ những quả cầu đó. Đó là một ví dụ điển hình. Cô hãy thử tưởng tượng, họ làm ra một cái lọ cũng như vậy. Giờ tôi sẽ quay nó phải không? Có cần thổi mạnh không? Không cần mạnh quá đâu. Đúng rồi, như thế. Bắt đầu hình thành quả bóng rồi đấy. Thôi được rồi, tốt lắm. Trông vậy thôi, chứ nó cũng khó lắm đấy. Quả cầu này sẽ dùng làm gì vậy? Hiện giờ vẫn chưa được vì nó còn lớn quá, không thể tạo hình được. Việc tạo hình cho pha lê chỉ diễn ra trong một tích tắc, và việc này càng khó thực hiện hơn nữa khi các bậc thầy làm kính sẽ phối hợp màu sắc cùng độ trong cho một khối pha lê hai lớp. Chỉ có những người thợ lành nghề nhất mới có thể thành thục bộ môn đặc biệt của nước Séc này. Sau đó phải đợi thêm 2 ngày để khối pha lê đặc có thể đem ra đẽo gọt. Giờ chúng ta đang ở xưởng tạo hình. Ồ vâng. Hãy xem người đàn ông này đang làm gì nhé. Để tôi giữ con chó cho. Cô hãy ra làm quen đi. Chào anh. Chào cô. Anh biết nói tiếng Pháp sao? Đúng vậy. Tôi đã ở đây được 2 năm. Tôi đến từ Moselle, Pháp. Đó cũng là một vùng làm thủy tinh. Anh đang tạo hình cho nó phải không? Đúng vậy. Anh làm thế nào vậy? Cho tôi xem được không? Cô cũng có thể tự tay làm. Ôi, không phải như vậy là quá mạo hiểm sao? Không đến nỗi đâu. Vậy giờ tôi phải đứng đâu? Cô đứng ở đây nhé. Sao lại có hơi nước ở đây thế? Có 2 lý do chính. Để bụi pha lê lắng xuống, cũng như làm nguội chúng. Nếu không thì nó sẽ nổ. Tôi thấy có gì đó đang quay thì phải. Nó có sắc không? Ở ngay trước mặt, đó là hòn đá mài. Đầu tiên cô hãy chống khử tay xuống. Không sợ đứt tay đâu. Cô có thể chạm vào nó. Nếu không sắc thì sao lại gọt được thủy tinh nhỉ? Tôi đang đưa tay lên nó mà chẳng bị sao cả. Bởi vì thịt ngón tay của cô mềm, cô chỉ cần trở bàn tay lại thôi là nó sẽ cắt móng tay cô. Ôi, vậy phải tránh nó ra mới được. Vậy tôi có thể thử làm gì? Cô có thể thử với một cái cốc uống nước. Một thứ đơn giản thôi. Tôi cũng không sợ làm đổ vỡ. Cũng không thành vấn đề. Nó không mỏng manh đến vậy đâu. Cô hãy đặt 2 ngón tay cái ở 2 bên, sau đó từ từ đưa tay xuống hòn đá mài, đến gần nó nhẹ nhẹ thôi. Đừng quên là chúng ta đang làm pha lê hai lớp nhé. Bên trong màu xanh đặc, bên ngoài trong suốt. Để có được hiệu ứng này, cô phải mài vào lớp có màu. Mất bao lâu để rũa được một khối thủy tinh? Đặc biệt là ở Cộng hòa Séc, có rất nhiều món được trang trí cẩn thận và người ta phải mất đến nhiều giờ làm việc để cho ra những sản phẩm ấy. Chúng tôi gọi là nút thắt hoa hồng. Đúng là tỉ mỉ thật đấy. Đây là cái lọ à? Vâng, đúng vậy. Kiểu hoa hồng này rất thịnh hành ở đất nước này. Về mặt lịch sử, người ta đã gặp nhiều vấn đề liên quan đến chất lượng của chất liệu này. Vào một thế kỷ trước, sau khi nung thủy tinh xong, thì vẫn còn rất nhiều bong bóng, trông nó không được hoàn hảo. Vì thế nên họ đã trang trí rất nhiều để che đậy những khuyết điểm đó. Từ đó mà những khuyết điểm này cũng không còn nữa. Dần dần, nó cũng biến mất.
Không còn những khiếm khuyết nữa, nhưng người ta vẫn trang trí rất nhiều chi tiết. Vấn đề ấy ngày một ít dần và gần như đã không còn nữa. Cảm ơn về những lời giải thích của anh nhé. Ôi, hãy nghe những tiếng âm thanh này. Ở đây có hai cái ly. Giờ tôi sẽ rót nước vào. Đây là ly của cô. Chúng quả là đẹp quá. Đúng vậy, thêm nước nữa nào. Ta hãy cùng cạn ly vì chuyến ghé thăm của cô. Xin cảm ơn. Hy vọng cô thích chuyến viếng thăm này. Nếu cô cầm cốc thấp hơn thì tiếng của nó cũng trong trẻo hơn. Cô có thể nghe được âm thanh của pha lê. Âm thanh trong vắt đó đã đưa tôi về bên bờ sông Vltava. Trong gần 30 năm, Alexander đã tạo nên bao âm điệu đẹp từ cây đàn hạc bằng pha lê. Loại nhạc cụ này có lẽ đã có mặt ở châu Âu từ khoảng giữa thế kỷ 18. Chào anh. Chào cô. Nhạc cụ này của anh được làm thế nào vậy? Có tất cả 22 cái ly. 22 ư? Đây là các quãng nửa cung. À, chia thành hai hàng. Vào mùa đông này thì mỗi chiếc ly lại cần phải đi cùng một micro. Tôi còn có một cái lò sưởi để chơi nhạc vào mùa đông. Đặt thử tay lên đây đi. Cô sẽ thấy hơi ấm. Tôi còn có thể chơi ở nhiệt độ âm 17 độ cơ đấy. Tuy nhiên, tôi vẫn cần chỉnh tông cho những cái ly nữa. Nguyên lý là tôi cần đổ bớt hoặc đổ thêm nước cho từng ly. Nếu đổ thêm nước thì âm thanh sẽ lên cao hơn. Vậy là nước sẽ tạo ra các âm thanh khác biệt sao? Thực ra thì tôi sẽ nhúng ngón tay mình vào nước. Sau đó tôi sẽ cọ quanh thành cốc để tạo rung động. Khi âm thanh cất lên thì tôi sẽ dần tìm được tần số đúng. Anh thích chơi nhạc cụ này hơn ở điểm nào? Tôi thích chơi nhạc cổ điển bởi nó rất du dương. Tôi yêu những giai điệu của Vltava, của con sông này. Có thể chơi thử cho tôi nghe được không? Tôi chưa biết gì về nó cả. Để tôi thử nhé. Nó hoạt động như thế nào vậy? Tôi vẫn chưa hiểu lắm. Anh có thể cầm tay tôi được không? Cũng được đấy, nhưng cẩn thận kẻo nóng nhé. Vâng, các ly đều là cạnh nhau phải không? Cô phải miết vào thành ly. Chỉ trên thành thôi phải không? Tôi chạm vào rồi mà chẳng thấy âm thanh gì cả. Muốn làm được thì cô phải xoa tay lên thành đá trước đã, để nó trở nên thô ráp. Như thế này này. Xoa hẳn hoi vào nhé. Giờ thì cho tay vào nước lại đi. Thử lần nữa. Ấn mạnh hơn chút. Tuyệt vời. Cô bắt đầu tạo ra các nốt nhạc rồi đấy. Đồ. Rê. Mi. Cứ đến mỗi nốt là lại phải nhúng tay vào nước à? Vâng, cũng giống như khi hát vậy. Ta phải dừng lại để lấy hơi. Còn tôi thì tôi làm ướt ngón tay. Ai dạy anh chơi bộ môn này vậy? Ý tưởng kỳ lạ này đến từ đâu? Tôi từng làm việc trong một dàn giao hưởng ở Sydney, nhưng rồi tôi cảm thấy quá đỗi buồn chán. Tôi cũng thử làm việc ở nhiều nơi khác để giải phóng đầu óc. Tôi đổ những ly nước và rồi đột nhiên phát hiện ra điều kỳ diệu của thủy tinh.
Để giết thời giờ, tôi cứ miệt mài nghịch mấy cái ly ở cái nhà. Tôi cũng không rõ tôi đã làm gì nữa. Nhưng khi trở về châu Âu, tôi phát hiện ra người ta đã dùng phương thức này suốt từ năm 1730. Vậy là loại nhạc cụ này đã được sáng tạo ra từ khi nào và do ai? Thực ra thì không ai biết rõ cả. Khi Tổng thống Benjamin Franklin đến thăm Vương quốc Anh, ông ấy đã thấy người ta chơi loại nhạc cụ tương tự như thế này ở London. Ông đã lấy cảm hứng từ đó và tạo ra cây kèn armonica từ bàn xoay. Tôi sẽ chơi một bản, hẳn là cô biết rõ. Đúng vậy, hay lắm. Cảm ơn anh đã chơi nó cho tôi nghe nhé. Tôi sẽ mãi ghi nhớ Praha như là một thành phố với thật nhiều cuộc săn tìm. Họ săn tìm vàng, tuổi trẻ hay cuộc sống vĩnh cửu, săn đuổi tri thức cùng nghệ thuật.